Quý khán giả thân mến, cuộc sống ngày càng phát triển, tuy nhiên đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh nhọc nhằn, kém may mắn. Thấu hiểu, sẻ chia với những người cơ cực khó khăn, hơn 2 năm qua, Ủy ban Nhân dân phường An Cư, quận Ninh Kiều đã lập nên quán cơm Từ Tâm, mang những phần cơm no lòng gửi đến bà con cần giúp đỡ. Từ 6-7 giờ sáng, những người phục vụ đặc biệt này đã có mặt tại quán cơm Từ Tâm. Hầu hết các cô bé đều công tác ở phường, còn lại là người dân ở gần, thấy việc nghĩa, đến tiếp. Tiếng cười nói rôm rã, người thì nhặt rau, người nấu cơm, chiên xào, vô hộp, ai cũng tất bật. Như thường lệ đến 10 giờ là cơm đã xong, để kịp phát cho bà con. Mô hình cái quán cơm chay Từ Tâm này, theo cái chủ trương của đảng ủy ủy ban và mặt trận tổ quốc phường á, là tổ chức cái ra mắt là thực hiện cách đây cũng gần 2 năm. Phường để mà duy trì để cái quán cơm này kéo dài lâu dài cho đến hôm nay á, là nhờ các cái nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, tiền hoặc là nhu yếu phẩm, rồi rau củ. Ở đây phát cơm từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày tình nguyện viên là thành viên các hội đoàn thể trực thuộc ủy ban phường An Cư sẽ thay phiên trực nấu cơm và phát cơm cho bà con. Với trên 200 suất, tùy vào nguồn vận động đóng góp mà luôn có những phần cơm chay hoặc mặn thơm ngon thế này gửi đến bà con. Trước cái tôi làm xã hội lao động, rồi giờ từ từ lớn tuổi thì yếu, tối thì chạy xe ôm, tôi đến đây tôi kiếm 1-2 bữa cơm. Canh ngày phát của mình là cơm này ăn ngon. Cái mô hình này của nơi đây nè, việc phát cơm rất thuận tiện cho dân, những người nghèo, bà con đến đây nhận cơm rất nhiều. Cứ vậy hơn 2 năm nay, quán cơm Từ Tâm số 176 đường Quỳnh Cương, phường An Cư, quận Ninh Kiều là địa chỉ quen thuộc của lòng nhân ái, là sự tâm quyết duy trì của cán bộ phường An Cư và những người hảo tâm, nơi để người dân có hoàn cảnh khó khăn tìm đến những phần cơm ấm lòng.